Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện 3 đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì sáng nay Thiện có đi giao một con máy Relax 541 cho anh khách ở huyện Nhật Ba. Thì cũng cách nhà Thiện khoảng 15 cây số đó ha. Thì hôm nay cũng rảnh rỗi thì Thiện sẽ chở xuống tới nhà anh luôn ha, giao máy và test máy tại nhà anh luôn cho anh em mình xem tham khảo ha. Thì mẫu Relax 541 này thì như anh em biết đó ha. Nếu mà nói mà hàng tiềm năng hơn nhất ha, và chất lượng tiềm cận hưu nhất thì chỉ có thằng Relax 51 này thôi nha anh em ha. Thì Relax là tiềm cận hưu nhất, còn ví dụ như một KV thì phân khúc tầm trung ha, con này thì cần cao cấp ha. Hàng của nó thì nó rất ok ha. Đó, đây là dung tích rồi là thông số kỹ thuật của máy ha, nó cứ bên cạnh luôn đó. Con này nó có nhiều đặc điểm như là sử dụng chế là WordPro Nhật này ha, chế WordPro. Thứ hai nữa là lọc gió giấy ha, nồng thì nồng AEB, điện là điện ABU ha, rất là nhiều chi tiết khá là ok trong tầm giá anh em ha. 4,5 triệu một con máy 5.1 như thế này thì rất là ok nha anh em. Rồi ok, giờ mời anh em mình lên xe đi với Thiện nha ha. Trên đường đi thì Thiện chụp một vài bức hình biểu tượng của Pleiku cho anh em mình xem cho nó vui nha anh em. Đây là quảng trường đại đoàn kết, phía xa xa kia là bức tượng đồng của Bác Hồ lớn nhất Việt Nam anh em ha, khá là cao. Cái này hình như nó cao tới 10 mét lận tượng không anh em ha. Còn đây là khách sạn Anh Gia Lai ha, biểu tượng một thời của thành phố Pleiku nha anh em. Anh em nào ở Quy Nhơn hoặc Đắk Lắk đi xuống Pleiku thì chắc chắn đi qua cái khách sạn này ha, cũng khá là đẹp nha anh em. Rồi ok, đã xong xuôi rồi anh em. Đó, Relax 541 ha. Hôm nay nó sử dụng cái nòng AEB nên tiếng nổ khá giống hưu luôn. Tay thì hôm nay thì tay nó làm rất là gọn, không giống như đời 1.3, đời 1.3 thì nó làm cần càng hơn đó ha, đầy đủ. Rồi cái này thì roda xong là vuốt thôi. Đấy, ok luôn. Con này được cái lọc sử dụng lọc giấy anh em, đã lọc giấy nên nó lọc bụi cực kỳ tốt luôn. Rồi giờ thì về thôi anh em ha. Phía xa xa kia thì anh em thấy là nhiều, rất là nhiều chiều điện gió ha. Tây Nguyên hiện tại thì điện gió phát triển rất là mạnh anh em, 1-2 năm gần đây rất là mạnh nha. Rồi anh em nào mà quan tâm về mẫu Relax 541 này á thì anh em có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hình giúp Thiện, hoặc là để lại số điện thoại của anh em bên dưới phần bình luận á thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về cái mẫu Relax 541 này cho anh em biết thêm thông tin nha anh em. Bây giờ thì xin tạm biệt tất cả anh em và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo nha.